Cái trong chúc cái chuyện này thì Duy nghĩ là phải cần chương trình vui vẻ đã từng trải và rất là trưởng thành trong tình yêu nhiều. Em nghĩ là anh Lương Bằng Quang có thể chia sẻ mọi chuyện với ta. Vừa mới chuẩn bị đá cái nút dồi luôn. Anh như anh cả em anh chia sẻ. Cô ấy không chỉ họ đào mà còn làm nghề quăng lưới. Ghê. Để vừa đào mỏ mà vừa bắt cá chục tay. Đông Đông hả? Ghê. Rồi mời Đông Đông chia sẻ. À, đây là một câu chuyện em hóng hớ. Được lắm ở trên mạng luôn đúng không? Không không ạ. À. Câu chuyện này là em hóng hớ được hồi năm. Em hóng hớ được hồi nào em học lớp 12 ạ. À. Có một cái bạn cùng trường của bạn đấy, một bạn nữ. Thì bạn nữ đó bắt cá hai tay, một anh ở gần nhà và một anh ở Sài Gòn. Hôm đó thì bạn nữ đó bảo với cái anh ở gần nhà là em đang tính mua đồ mỹ phẩm, em thiếu tiền nên tính mượn bạn. Thì em hơi ngại. Xong rồi anh đó bảo là thôi mượn bạn làm chi cho phiền, giờ anh cho mượn, nếu mà em có thì trả anh, còn nếu không thì anh cho em luôn. Anh đó cho bạn đó mượn 5 triệu. Rồi sau rồi anh đó không lấy lại luôn, anh đó cho bạn đó luôn. Không bao lâu sau đó thì bạn nữ đó nói với cái anh đang ở Sài Gòn á là em đang tính đi học make up, là em không có đủ tiền để mua đồ make up. Anh này bảo là thôi đợi anh dắt em đi mua. Anh đó dắt bạn nữ đó đi mua hết 70 triệu tiền đồ make up. Là 70 triệu đó mọi người. Một mình bạn nữ đó xài sẽ không hết. Cho nên là bạn đó làm người tốt, đi phát đồ mỹ phẩm cho các bạn nữ trong trường mà cùng khối á, cũng được mọi người tôn vinh là tốt cho mọi người. Nhưng mà khi mà được mọi người biết ra cái câu chuyện này, không ai tôn vinh bạn nữa hết. Chỉ là chuyện em đi hóng hớt được. Em ơi, anh đó ảnh có bạn trai chưa? Gì vậy anh? Chị ghét gì vậy anh? Là vì anh còn tỏi thêm. Thân, độc thân, giữ tính. Anh giữ cỡ trọng, giữ cỡ trọng. Đùa cho mọi người vui thôi. Thì sau khi nghe câu chuyện này thì không biết là bạn cố vấn và khách mời chúng ta có suy nghĩ như thế nào ạ? Vị nữ đại hiệp đó tên gì? Em không biết. Mai Phước là em không biết tên. Chứ em mà nói tên ra thì chắc vị nữ đại hiệp đó không có yên với lại anh kia đâu. Trường hợp này nó khá là cụ thể thì căn bản là cái bạn nữ này sai rồi. Anh cũng không biết phải bào chữa làm sao. Anh chỉ thấy rằng là nếu như đây là một câu chuyện có thật đi ha, bạn nữ này nên suy nghĩ lại cái cách sống của mình. Anh nói thẳng là cách sống. Cái này nó không khác gì mình dùng từ đào mỏ là để nói cái việc mà là mình vòi vĩnh người khác thôi. Cái này nó giống như là mình đang lợi dụng cái sự tin tưởng cũng như là tình cảm của người khác. Đúng. Nếu như mà cứ như vậy hoài thì nó đâu có kết quả tốt đâu. Người thì cho tiền phải cảm thấy bạn đó là một cao thủ thật sự luôn. Có những cái nó vừa đẹp vừa tiền á, đúng không? Mà hơn gì mình không biết là chuyện người ta mà. Cái trong cái chuyện này thì Duy nghĩ là phải cần tới một người đã từng trải và rất là trưởng thành trong tình yêu nhiều. Em nghĩ là anh Lương Bằng Quang có thể chia sẻ mọi chuyện với ta. Vừa mới chuẩn bị đá cái nút dồi luôn. Anh như anh cả em anh chia sẻ. Anh là một người cá biệt. Là cá biệt. Bọn em biết rồi. Tất cả em đều biết. Đối với anh, người phụ nữ đó là không có sai. Tại vì họ được phép làm cái điều đó, họ có một cái lợi thế nào đó và họ đặt ra thẳng cái vấn đề rằng là tôi muốn nhu cầu vật chất. Sai ở một chỗ rằng là ngay từ đầu cổ không có nói thẳng với anh đó rằng là anh muốn tôi dành thời gian cho anh phải trả những cái phí này. Tại vì người bạn trai đó sẽ tự biết rằng là đây là một cái mối quan hệ tôi thích, thì cô tôi có khả năng chi dùng, tôi sẽ trả được cái số tiền đó. Những cô gái này ở ngoài nhiều lắm. Mình không thể nào nói tất cả những người phụ nữ như vậy là sai được hết. Họ được đánh đổi tại vì họ có một cái nhu cầu khác, không phải là nhu cầu tình yêu. Có nhu cầu đó còn bức thiết hơn nữa. Có thể là sức khỏe của họ, cuộc sống của họ, sĩ diện của họ, nhiều thứ lắm. Thậm chí là sức khỏe của ba mẹ họ nữa. Chẳng qua là cái sự khác biệt ở chỗ là họ không còn cách nào để tạo ra tài chánh nữa. Cho nên họ may mắn họ gặp được một cái anh có tiền. Nhưng mà anh có một cái khiếm khuyết nào đó mà không thể nào mang lại tình cảm lâu dài cho cổ được. Thì cổ đặt vấn đề anh ơi, bây giờ anh phải mua thậm chí 70 triệu, nó con số thực tế nó gấp cả trăm lần con số đó. Bây giờ em còn phải trả một số nợ lớn lắm. Chúc anh quý vị 700 và các bạn triệu, xem chương trình vui vẻ. Cho nên anh có đáp ứng được cái đó không thì em sẽ ngã vào lòng anh. Đó là sự đánh đổi. Con trai cũng có thể làm điều đó được mà. Em ơi, đời anh khổ quá. Anh là một sinh viên nghèo, em có những cái khiếm khuyết là em không đẹp lắm, em cũng hơi mập một chút xíu. Thôi anh cũng ngã vào lòng của em đi. Thì em có thể chi dùng là em trả tiền thuê nhà cho anh được không? Nó có nhiều thứ chuyện xảy ra hết. Mọi người đều không sai nếu nói ra thẳng ngay từ đầu giá trị tình phí của tôi là nhiêu đó. Chi không? Chi thì đi tiếp.
và thời hạn nó như đó là rõ ràng. Gần đây có một cái câu chuyện mà anh thấy là tất cả mọi người ở ngoài xã hội đang rất là bàn tán nhiều, đó là câu chuyện về cái cô bạn tham gia của chương trình bạn muốn hẹn hò đó. Chưa mới tìm hiểu nhau thôi thì chưa gì bạn ấy đã muốn chia sẻ là muốn bạn trai dẫn đi du lịch chỗ này chỗ kia, đi châu Âu rồi tất cả này nọ, thì là một người phụ nữ chị cảm thấy như thế nào? Chị thấy là trên cộng đồng mạng có rất nhiều người chửi, ngược lại chị thấy trên Facebook của chị thì bạn của chị và hầu có nhiều cô gái đặt vấn đề là chuyện tình cảm, chuyện giá trị của cuộc sống cao hơn là giá trị của vật chất, vẫn bảo vệ cô gái này và nói rằng cô gái ấy đúng khi mà giống như là anh Quang nói, yeah. ngay từ đầu chia sẻ thẳng thắn đúng không? Nhưng mà trên mạng thì ngược lại, giống như là mọi người sẽ nghĩ là bị xúc phạm. Ngay cả chị thấy nữ giới và nam giới vào và thoá mạ cô ấy rất là nhiều, gọi cô ấy bằng những từ đào mỏ ngữ không được hay cho lắm. Dạ, rất nhiều từ không hay. Cũng có những người như Trinh, là Trinh ở số thứ 3, có nghĩa là quan tâm không có cảm giác gì, mình không có bận tâm tới cái đó. Có nhiều mong muốn của mỗi con người và có nhiều kiểu người, quan trọng là họ gặp đúng đối tượng của họ và cả hai có những cái thỏa thuận như vậy thì cả hai sẽ cảm thấy vui, hạnh phúc, thì mình tôn trọng thôi. Đúng rồi, cái này em thấy như là tùy suy nghĩ của mỗi người, tùy quan điểm của mỗi người hơn. Mấy anh chị cũng biết cái chuyện ba tô phở đó rồi đúng không ạ? Cái anh chàng đó chỉ quyết định trả tiền cho hai tô, là một tô của ảnh và tô mời thôi, còn cái tô mà cái chị đó muốn ăn thêm thì ảnh lại không chịu trả tiền. Thì anh Lương Hoàng Quang có thể chia sẻ tiếp luôn cũng được. Cũng dễ lắm, tụi em chỉ cần cường điệu hóa cái sự việc đó lên một chút xíu. Thí dụ đi ha, hai đứa mình đi du lịch đi, mua một cái vé máy bay đi Thái Lan. Em thích ngồi mà gác chân lên ghế cho nó rộng rộng chút xíu. Thôi anh, em thích là phải ngồi hai cái ghế cái mà em gác chân lên vậy nó mới sướng nè. Muốn xin ít lát luôn mà. Cái anh đó trả lời, anh mua một vé cho em rồi, thôi em tự mua cái vé thứ hai nha. Thì lúc đó em sẽ có một cái chỗ để bỏ chân lên. Cái quan niệm của anh đó rằng là cái khả năng chi tiêu của tôi cho bản thân của tôi ở mức đây, tôi sẽ chi tiêu cho em bằng với tôi, chứ tôi không bao giờ mà để em thiệt thòi hơn đâu, nhưng cũng không thể nào để em chơi vượt ngưỡng của tôi được. Đó là cái cách của cái anh đó nói. Nhưng chỉ khác rằng ảnh đưa ra một cái ví dụ nó nhỏ, và cái cách thông điệp của ảnh thẳng thắn quá, cho nên câu chuyện nó còn dài lắm trong cả một cái show của ảnh. Cái người con trai mà họ chịu thẳng thắn như vậy á thì sẽ rất là ổn, mọi thứ đều thẳng thắn, sống thật, tiên quyết nhất là sống thật với tình yêu, sống thật với thu nhập, sống thật với hành vi của mình. Nó giống như anh hiện tại nè em à. Anh đã ế được 3 tháng rồi. Như vậy cho nên là em thích lại anh, lầm thính lại anh. Đó, lầm thính lại. Lại nhu cảm rồi. Em có số của bạn muốn hẹn hò không? Có, để em đưa nè. Alo, chương trình muốn hẹn hò à? Đăng ký có đăng ký tham gia không vậy? Đó là các suy nghĩ của cánh đàn ông, thì không biết là suy nghĩ của phụ nữ, chị em chúng ta thì như thế nào nha? Cái vấn đề này á, nó khá là bình thường khi mà một cặp đôi quen nhau có thể share tiền với một cái bữa ăn. Nhưng mà cái anh này á, lại nói ngay trên sóng truyền hình và nói ngay cái lần đầu tiên gặp mặt bạn gái. Nó bị thiếu tinh tế. Nó bị thiếu tinh tế. Nhưng mà theo những gì anh Quang nói hồi nãy á, là lại phải đặt vấn đề ngay từ đầu. Nó không phải là ngay từ lần đầu tiên gặp mặt á chị. Cái ấn tượng đầu tiên á, nó rất là quan trọng với người con gái. Ý của bé là bé sợ là giống như trước mặt nhiều người quá nói vậy thì nó hơi kỳ, hơi tế nhị không? Cái gì đó mình nói riêng nha, đặt vấn đề riêng với nhau hay người biết thôi. Ý là vậy đó đúng không em? Hẹn hò là nơi mà mình cần phải thể hiện quan điểm của mình ra để cho đối tượng thấy là có phù hợp hay không để còn bấm nút. Còn nếu như mà mình cứ giấu xong rồi tương kính rồi sau đó bấm thì lại mất thời gian tìm hiểu đôi bên, cái lúc đó lại kêu anh lừa tôi. Mà em nghĩ là cái thời lượng chương trình không thể nào đủ để mà mình tìm hiểu được hết ngay lúc đó được. Có thể là sau khi đó là nghĩa là mình nhìn nhau thích ở cái lúc ở bên ngoài trước. Vậy là em chỉ có thích ngoại hình bởi thôi. Vậy. Không, em đang nói chưa nói hết. Ở trên chương trình đó là thích nhau cái lúc trước, rồi sau đó mình ra ngoài mình mới tìm hiểu. Nếu như hợp nhau thì chúng ta mới sẽ cho bởi nhau cơ em hội. Em mất thời gian biết bao nhiêu. Bởi em mới chạy tâm tới giờ nè, khổ thân vậy đó. Nãy giờ mọi người cũng đã chia sẻ và nêu những cái quan điểm của mình rất là nhiều. Thì chỉ nghĩ là ở cái chủ đề mà hầu bao nhiều hay ít, cái vấn đề là quan điểm của mỗi người tùy thôi. Nghĩa là giống như quan điểm của anh Lương Bằng Quang cũng rất là hợp lý, là nghĩa là muốn cái gì thẳng thắn từ đầu sẽ rất là hợp lý. Thì em nghĩ là cái tình phí ai chi hay là ai phụ ai chịu thì cũng không có quan trọng, nó phụ thuộc vào tình cảm của mỗi người dành cho nhau thôi. Ví dụ cái bạn đó thương thì cái thấy là bạn trai mình không cái tháng đó làm không có được nhiều tiền thì phải chia sẻ với bạn trai của mình, anh thấy gì rất là hợp lý đúng không ạ? Đó, một cái thông điệp mà cuối cùng muốn nói với tất cả các bạn gái còn nhỏ, muốn tăng cái tình phí lên thì hãy làm cho mình đẹp lên, giỏi lên, thông minh lên. Và cái người đàn ông kia không muốn mất nhiều quá tình phí thì hãy làm cho mình trưởng thành hơn, thành đạt hơn.
giỏi hơn và có nhiều cái giá trị mang cho bạn gái hơn, thì lúc đó tình phí nó sẽ không còn